Tí mà giờ giờ vô cái chân ra tí. Dưới nè. Cái ngang này lên tới đây. Hả? Con quyển là xương này nó không có. Con quyển nó lòi lên đó này hả? Cái này không phải là chuyện giận chơi, nếu mà cái xương nó gãy như vậy mà nếu mà cứ để như vậy hoài nó chỗ nó làm ngoại tử ở bên trong. Cái chân của em tới bây giờ là em không có đi được đâu. Tại em nghĩ cái khúc xương mà bây giờ nó gãy làm đôi mà nó chọt ở bên trong. Em không có nói dốc láo lại nào, chân không có miếng inox nào trong đây. Thịt nó bọc lại cái lớp xương nó rồi cái chân bên đây chín phần, trên đây có một phần đi cả nhát thì chịu xạo vậy đó. Nhà nghe góc cua chỗ cầu số 1 mà hướng chạy về hướng cờ đỏ đúng không? Mà ở dưới sàn ở dưới cắt cái bộ vạc dưới máy sông. Nói gì nhỏ xíu không em lớn? Mà gì phải cắt cho cái bộ vạc ở dưới máy sông đó anh. À. Rồi phải đi làm 1-2 tháng mới về lần. Nhà mình đâu mà ở máy sông? Em không có ở chứ cha mẹ mỗi năm. Cha mẹ ở đâu mà không ở với cha mẹ? Không có cha mẹ mà ở với gì. Dạ bà chị cũng ở dưới cầu số 1 luôn hả? Sao bà chị cũng cho ở chung? Bà đi làm cái 1-2 tháng mới đi về một lần. Bà nãy em nói cái chân của em bị gì? Bị xe tông kỹ xuyên đồ đùi. Đồ kéo quần luôn coi. Cái quần ở trong cái quần viên thôi kéo. Đồ cái gì một cục là gì nhóc ở đó hả? Dạ anh gờ thứ em không có động gì chứ. Đồ kéo lên luôn coi. Nó bị cái quần viên ở trong anh lấy tay anh gờ thứ là anh biết liền à. Không kéo lên luôn coi. Nó cái bị gãy xuyên đồ đùi nè. Nó bị gãy ngang á. Gãy. Dòng. Để gãy kêu nó sắp lên thì không có câu dây nóc gì hết. Rồi lúc đó đi bệnh viện chưa? Dạ em nằm bệnh viện đã Long Xuyên mười mấy ngày rồi. Hết chi phí đâu 3 triệu mấy 4 triệu gì đó rồi hết tiền hết để nghỉ chữa. Vậy đó lo rồi. Mấy 2 năm mà trước lúc mà bị tai nạn làm nghề gì? Em đi làm đủ thứ chứ. Hả? Đi bốc giác rồi nghề làm hồ làm tùm lum chứ. Bốc giác cái làm hồ hả? Dạ, nghề là làm gì em đi làm chứ được. Mà lúc đó bị tai nạn giao thông là đi mấy người lại? Hai người đi một xe. Dạ. Rồi đụng dưới xe nào? Chiếc xe kia 150 nó tông qua bên lề bên lề của anh bạn anh chị á. Hả? Chiếc xe bên kia 150 nó tông qua. À. Ông già ông bắt nhanh anh qua lộ cái xe 150 bọc đít ổng qua rồi bên kia có rượu tông vô luôn. Rồi hai xe tông nhau tông trực diện. Mỗi xe đi mấy người? Xe đi hai người. Xe nào cũng đi hai người hả? Dạ. Mấy người kia làm sao? Hai người chạy gãy một hai người chạy chết tại chỗ, một người với người chuyển lên bệnh viện gãy cổ cút chết. Và chết đó ba người. Hai người rồi. Còn chết. Hai người ngồi sau, mọi người kia bây giờ ngồi xe bánh á. Rồi nằm giặt đâu 3 tháng mấy mới tỉnh lại, còn em gãy xương đầu đùi. À. Cách Cù Lẳng 3 phân. Rồi công an xử làm sao, nếu mà nó chết rồi đó nó phải xử chứ sao? Bên ông anh bạn em chết gãy cổ cốt chết mà bồi thường có làm tiền nấm ma có 4 triệu bạc. Rồi bên em với bên người gãy kia là rồi mạnh ai nấy lo. Đâu có tiền đâu mà làm. Ở nè hộp cơm nè, mua hộp cơm nè nó dùng đi. Dạ. À, giờ với hai nữa, ủa giờ mà bị năm mấy hai năm nay rồi như vậy thì mà làm gì mà mình sống? Em đi xin dài dài. Đi xin dài dài vòng đây hả? Hỏi mấy quán này biết. Thôi ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Tên gì em tên gì? Tên Tí. Tên Tí hả? Ừ. Có dùng cơm đi nha. Có vợ con được ăn cơm đi. Vợ bỏ lâu rồi. Vợ bỏ lâu rồi hả? Có con không? Có con mà. Em nói lớn thì mạnh nó có con nghe. Mà ở với mẹ nó. Hả? Có con mà ở với mẹ nó. Có con mà ở với mẹ. Vợ con này ở đâu? À, trong tuổi 9. Trong đâu? Tuổi 9 anh. Cũng gần đây luôn hả? Cách 7-8 cây số. Con lớn chưa? Dạ, nó sinh năm 2009.
Hả? Nó sinh năm 2009. Hai chín nay nó cũng coi 13, 14 tuổi rồi. Rồi mỗi ngày đi sinh về vô quán cơm xin cơm ăn vậy thôi. Rồi tối về nằm chỗ mấy thông. Ba mẹ còn không? Cha mẹ bỏ lâu rồi hả? Cha mẹ ở gần đó không? Ở đâu lần? Em ở với bà dì, cha mẹ em đi đâu? Hả? Cha mẹ em đi đâu không biết nữa, em ở với bà dì. Làm sao mà mình không biết? Nói với người thân, cha mẹ mình là cái người thân nhất mà, nói sao mà không biết? Nợ này nợ đầu kia rồi bỏ đi thì không biết đi đâu. Hả? Thiếu nợ bỏ đi làm rồi không biết đi đâu. Mình trước kia mà trước kia tai nạn rồi mình có làm gì cho mẹ buồn không mà dạ đâu có giờ không mà mình khi mình xảy ra tai nạn cái chân mình vậy rồi mà không ai mà nói tới. Dạ. Thôi mang cơm đi. Dạ. Thôi tí mà giờ vô cái chân ra tí dưới nè. Con Nguyễn lo xương này nó không có. Con Nguyễn nó lòi lên đó này hả? Cái cầu cái xương đùi nó búng lên. Xương đùi búng lên cái vậy? Dạ. Đó anh giờ thử anh biết em đâu có. Nó chọi cỡ vậy không? Nó chấp lên gì nè. Có mặc quần sờ không không? Có bận cái quần gym. Cái này không phải là chuyện giỡn chơi, nếu mà cái xương nó gãy như vậy mà nếu mà thật sự mà nếu mà nó gãy nha, tôi nói thật nha. Mà cứ để như vậy hoài nó chỗ nó làm ngoại tử ở bên trong. Không cái chân của em tới bây giờ là em không có đi được đâu. Mà nói thật. Tại em nghĩ là cái khúc xương mà bây giờ nó gãy làm đôi mà nó chọt ở bên trong. Em không có nói dốc láo lại nào chân không có miếng inox nào trong đây. Thịt nó bọc lại cái lớp xương nó rồi cái chân bên đây chín phần, trên đây có một phần đi cà nhắc thì chịu xạo vậy đó. Là sau đó không có trị đâu, có tiền chị. Do bệnh viện á vậy chân này tính nó 3 triệu mấy 4 triệu xong rồi về không có tiền đâu rồi lấy về bác sĩ đã làm rồi, gần 2 năm chưa tao kéo cái quần đó ở trong có cái quần sờ đổ không có quần viên mặc có quần viên mà cái trò vậy sao nó mặc quần mấy rộng rộng mặc cái quần là bó vậy nó không có vết thương nó có cái dạng như đợt đâm cái xương nó đâm lủng mấy thịt đó mai có 2 mũi là rồi đó rồi chị gờ ngay chân cái này là nguyên cái cù lẳng xương đùi dài lên cái này đau không anh đau không đau hả nó dạng như nó bọc cái lớp thịt lại rồi lớp vôi nó áo màng vôi lên có bác sĩ nói đặt em đi đắp thuốc nam mà không lành á rồi đi chụp hình cái bác sĩ nói chừng nữa mà muốn có tiền làm là phải mài cái lớp vôi đó ra bỏ rồi mới câu nóc lại sụn xương nó sụn nó mới đụng nhau nó mới lành nhưng mà bỉ ở trong xương mà bắt nó bị vậy là sao nó không cái nó bọc lên thôi em ăn cơm đi hả rồi ngày nào xin được cơm thì dùng ngon không xin được thì sao quán cũng có cho xếp quần bỏ ngoài đây cho bịch thuốc này nè thuốc này thuốc tăng đề kháng với kháng sinh đồ á thuốc điều trị nó hỗ trợ F0 á có dầu nóng luôn nè thuốc bổ trong này rất là nhiều tại tôi đi đi miền Tây có ghé vô đây ăn cơm cái quần này nó lưng thun nè dễ mặc nè để ra cửa vô dễ rồi thôi ăn cơm đi. Rồi tôi gửi cho 500 ngàn nè để dành xài. Hả? Tính tiền cơm luôn nè chị ơi. Rồi tiền cơm của bên tôi với lại thêm cái hộp cơm bên đây nữa. Gửi cho em 500 ngàn nha. Rồi với lại bịch thuốc ha. Đó, trong đây thì có gì đó. Có dầu. Rồi lấy quần rồi bỏ vô. Có bệnh loạn gì rồi lấy thuốc uống nha. Bổ não rồi những thứ. Ví dụ mà tôi đi đâu tôi nghe ghé ngang nó tôi vô tôi hỏi tên nào tên gì tí bị xe đâu.
nói đàn ông nói lớn lớn nhưng tôi ông nói nãy giờ tôi cứ hả hả không mà chết luôn. Ngay cầu số 1 anh hỏi ngàn tí mà bị xe đụng gãy cái giò mà đặt ra đi bốn người mà chết hai người là ai không biết hết. À, hỏi nhà à, hỏi chỗ một tí ở dưới gầm cầu. Tí chỗ cầu số 1 mà bị đụng què giò gãy giò. À. Là ai cũng biết hết. Là ngay chỗ ngay cái cua mà quẹo hướng một hướng đi Long Xuyên hướng đi Cờ Đỏ đúng không? Dạ. Là xuống ngay cái cua nằm mấy bên tay trái hay bên tay phải? Bên tay phải mình luôn đúng không? Dạt mấy sông. Nghe dạt mấy sông luôn hả? Rồi đấy tôi cũng hay đi ngang đi hoài, có bữa nào rảnh tôi ghé tôi hỏi được coi. Rồi bữa nào ấy người ta mặc mấy cái chân như vậy, người ta mặc cái quần rộng ra đây sao mặc cái quần về rồi tối sao lột quần ra. Bà gì phải đi làm 1-2 tháng mới về một lần. Rồi đồ đóng phá cửa nhà, đồ bỏ ở ngoài trước á, rồi em đi tắm rồi em chui dưới sàn. Em thay. Có số điện thoại không? Em không có xài điện thoại. À, không có điện thoại nữa, tôi chạy thử chạy sớm. Không có điện thoại hả? Dạ không. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 32 tuổi. 32 tuổi hả? Rồi từ khi bị tai nạn rồi mình đi xin ăn vòng vòng ở đây rồi vợ con hay không? Hả? Dạ không. Không hả? Bị bao lâu rồi? Mấy năm rồi? Gần 2 năm. Đi với ông kia. Rồi đụng cái xe ông đa khác à, cũng hai người luôn, chết hai người tại chỗ. 1980 gãy cô Khúc chết. Đụng ở chỗ Khúc nào? Ngay chỗ Trạm Phí. Trạm Phí chỗ hướng về Long Xuyên. Dạ. Đúng không? Dạ. Ừ. Thôi ăn cơm nước đi nha. Dạ. Rồi bữa nào tôi có đi ngang tôi vô tôi thăm. Bữa nào có đi ngang tôi đem cho mớ đồ cho để xài. Dạ. Nha. Rồi thôi dùng cơm đi. Ở quên nữa mua chỗ ly nước ngọt hay nước trà đá gì đây? Cho em đi nước đá. Trà đá. Uống trà đá gì vậy? Dạ. Nước đá không? Rồi ăn cơm đi em. Ăn đi. Hồi nãy em nói em tên gì? Tên Tí. Tên Tí đúng không? Lại ngay cầu số 1 hỏi nhà anh Tí rồi bị tai nạn đụng xe là người ta biết gì? Xe đụng gãy giò chết. À rồi rồi rồi. Để có khi nào tôi đi ngang, tôi là hay về ngang đường này hoài, tôi ghé tôi gửi cho ông mới quần áo cho. Rồi tối ngủ lạnh thì sao? Đâu có mền mộng đâu, em ngủ vòng vòng đây tại bà dì đó 1-2 tháng. Em mới... nói lớn 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 mình. Bà dì bà mở 1-2 tháng mới về một lần đó, ngủ vòng vòng mấy giỏng ở đây nè, mấy người ta biết nè. À. Giờ tới nhà rồi tắm rửa thì sao? Có 2-3 cây số, tắm vòng vòng cây xăng được cái này. Vô cây xăng tắm. Rồi chỉ tối là về dưới gầm cầu nó ngủ thôi. Ở ngoài chỗ cái nhà của bà dì ở trên cái dưới cái cắt cái dán bộ vạt gì đó. À. Rồi có mùng chiếu gì không? Dạ ngủ trên võng. Ngủ trên võng. Tối mũi đốt không? Tôi đốt nhăn mũi mua 5.000 hay thanh. Rồi không có mang dép gì luôn nào giờ bỏ chân không về luôn hả? Lấy tiền 500 nè, mai nó muốn cái mùng. Nè. Rồi nó mua mụn gói chiếu rồi nó lao với mua ba căn đồ này kia nọ. Rồi để dành đồ cá nhân nữa phải giữ sạch. Còn vết thương này mà bây giờ mặc cái quần này sao tôi coi. Cái vết thương nó lành hết rồi, nó chỉ có búng cái đầu xương lên vậy không à. Nó không có cái có mặc quần trong đúng không? Dạ. Mặc quần xà lõn đúng không? Mặc cái quần lửng dài tới đây nè. Giờ tôi đi vô trong toilet đi, mở quần tôi coi kỹ nữa, tôi hướng dẫn tôi chỉ cho. Coi cái chân coi sao. Đẩy kéo xuống ngủ giùm mà tí. Kéo xuống rồi. Gãy cũng nè hả? Rồi nguyên cái bánh chè đẩy lên trên vậy hả? Cái cách cù lẳng mình 3 phân. Kéo luôn cái ống bánh chè lên đi, đừng sợ xâm mình, tôi cũng xâm mình, không có gì đâu mà ngại. Nó cứng ngắc à, chứ em đâu phải không muốn kéo đâu, nó cứng, nó đầu xương cũng cứng ngắc à. Dạ, đây là cái đầu xương nè. Dạ. Cái đầu xương nó đội nguyên cái bánh chè lên trên đúng không? Có bánh chè nó nằm ở đây. Bánh chè đi đây nè. Nó đội bún lên vậy. Kéo mà xuống tí. Kéo xuống, nhẹ nhẹ thôi. Kéo bỏ quần nó luôn đi. Bỏ luôn đi, lấy nữa lấy quần mới, tôi mới cho quần mới nè. Đẩy xuống cái lần tí này. Chú ngồi lên, chú đúng rồi, chú đúng rồi. Rồi nó quýnh ngang vô đây đúng không? Rồi khúc xương này, chỏ lên khúc này luôn vậy. Nó gãy, cù lẳng này, nó búng
Nếu mà nó xương mà nó chọt cái kiểu này, nó phải chọt vô trong cái thịt mà nó sẽ làm hoại tử á, chứ mà chơi. Nó lủng mai được cả hai mũi. Lủng lòi ra ngoài hả? Nó lủng xương nó đầm ra thịt thấy xương. Cái này bây giờ nếu như vậy giờ sao sửa? Đâu sửa được đâu. Hả? Chỉ động cái này đưa vô bệnh viện người ta cũng bệnh sao không biết sao nữa, người ta phẫu thuật là sắp nữa. Chỉ có câu y nóc mà mài cái lớp bụng này bỏ rồi mới câu lại. Khó, cái này cũng khó nữa, mấy bác sĩ người ta làm cũng khó nữa, này phải mới bị á. Cái xương á nó còn có thể mà liền được, mà cái này bị gần 2 năm rồi. Dứt may luôn hả chú? Mai dưới này luôn hả? Ở trên dưới gần 30 mũi. Mai tới đầu rồi bên hông này hả? Này này, dưới này nè. Cái miếng thịt này lặt ra đây nè. Cái phải gì mới bị xương người ta, bác sĩ người ta còn câu lại nó còn mau liền chứ. Bây giờ kiểu để 2 năm rồi. Nó chết ngay cái đầu xương nó sợ. Đúng rồi. Cái tỷ trong đó nó cũng chết luôn chứ. Ơi, đất ơi. Bây giờ đi đau không? Dạ, đi bên này 9 phần, bên này có 1 phần 1. Ý người ta hỏi đi có bị thốn đau không á? Đi bên đây nó chịu cho người, nó bên đây không có đau gì mấy, nhắc thì nhắc. Ngày mai tao mua cái nẹn, lấy 500 nè, tao mua cái nẹn nó có mấy chục ngàn à. Rồi tao chống nó đi cho nó chịu lực chứ, mà đi tao thấy cái chân của mày, cái chân một chân hỏng đất còn một chân thì chạm đất. Sao đi, lỡ đụng ra cái té ngã nữa. Cho nên em ngày mai em lấy tiền á, mua cái... Để... có xe đạp hả? Dạ. À, tức là ngồi xe đạp để lấy cái giò bên này, giò bên này để mà quẹt để đẩy đi vậy. Gặp nay nó đi không có đem theo xe lăn, cho mày cái xe lăn. Rồi để khi nào khác rồi về anh cho mày ba cái quần áo rồi tao lấy cái xe lăn cho. Nha. Bây giờ trước mắt ngày mai mua cây nạn đi, mua nạn chống đi đỡ đi. Rồi đợt sau anh có về anh vô anh hỏi kiếm mày là tao cho mày xe lăn cho. Xe lăn nó dễ hơn xe đạp. Nó ngồi tao quấy hơn nó lỡ xe đạp mày chọt chọt dọn hồi lát nữa tao quẹt ngang cái là ngã ngang nó là coi như lụm luôn nguyên chân này, coi như là đi về Cà Mau luôn á. Coi như là một đời chỉ sống một mình thôi đó hả tính tí. Em cho nó 500 nữa đi em. Cho lạnh chịu đi để mua cây nạn. Chỗ cây xăng á em cái xe chồi ngang cái bực cắt nó lật ngang đâu có chịu lại được đâu. Làm chịu ha. Để cho em. Để mua cái cây nạn để chống. Rồi lật rồi nó mà xe mà chồi mà ngã bên đây là. Dạ. Anh hỏi có tiền để làm gì? Mua đồ bỗng rồi kia anh mới nói để ngủ. Ăn. Rồi tối về nó có nhức không? Gió lạnh nó mới nhức. Rồi mua hút lần hút 10.000 mấy ngàn uống đỡ. Anh nói thiệt mấy em nha. Cái này không phải chê trách gì em, mà không phải khi dễ em. Anh nói thật á, em nói thật đi. Hồi đó em cũng ổn ngào với cha mẹ cũng bỏ bê vợ con đúng không? Bỏ bê vợ con không có mà cha mẹ cũng không có ổn ngào nữa, vậy như đi chơi bời bạn bè rồi đâu kia đó. Mà không nghe lời cha mẹ gì. Tù hết đạt rồi giả bỏ. Có vấn đề mình xa ngã thời trẻ rồi không ai nói. Ai em có là cuộc đời dấp ngã quan trọng là mình phải biết mà mình sám hối để mình ăn năn. Chứ mà vợ của em mà lý do làm sao mà không bỏ? Mở tù á. Lúc em ở tù là bỏ luôn hả? Năm 2014. Đó, Bến Tre 2 năm. Rồi làm giả tội. Nuôi tội để ở chiếm đoạt tài sản. À, chiếm đoạt tài sản của người ta là đó trộm hay là bị tội lừa đảo. Lừa đảo hả? Đó thấy không, cho nên là nữ ra nói chung á anh không có chê trách gì em có nhưng mà ai cũng có cái lầm lỡ đó, nhưng quan trọng mà sau cái lầm lỡ mình phải biết ăn năn hối cải. Rồi sau khi mà ra tù á mà mấy năm mới bị ra tai nạn cũng có mấy năm bị năm 2019 2020. Tức là ra tù được mấy năm rồi bắt đầu mới bị tai nạn. Dạ. Lúc đó án xử nhiều năm 2014 án xử nhiêu? Một năm chín tháng. Tòa án quận Thốt Nốt. Rồi khi mà ra tù em ở nhà em đây đi làm gì? Rồi em cũng đi qua Phú Quốc rồi làm bốc giác cảng anh. Làm bốc giác bên cảng.
làm tùm lum chứ. Thôi bây giờ nói cái chuyện quá khứ nó cũng đã qua rồi, cái lầm lỡ của mình ai cũng lầm lỡ. Nhưng bây giờ cái cuộc đời mình bây giờ đi vô cái đường con đường cục bế tắc rồi, mình gắng cố gắng để mình sống mà cầu nguyện Phật cho mình sau che chở cho cha mẹ mình đó, rồi che chở cho con mình. Ai không có cái lầm lỡ, anh cũng có cái lầm lỡ, nhưng quan trọng mình biết cái sai mình sửa sai, mình đứng mạnh dạn đứng dậy để mà mình sửa sai. Rồi giờ không biết cha mẹ ở đâu luôn hả? Rồi người thân có bà gì đó, có mỗi mình bà gì hả? Rồi bên nội còn ai không? Bên nội mất hết đâu 3-4 người em cũng không biết nữa. Thôi gắn đi ha, ăn cơm đi. Rồi anh không làm phiền hết đâu. Rồi dùng cơm đi rồi giữ tiền mai mua cái cây nạn, còn ít tiền rồi để dành túi mua ba đồ lặt vặt lên sinh. Rồi cũng lên đây bà con quán mấy quán người ta biết, người ta cho cơm này cứ việc ăn để sống qua ngày. Chứ giờ cái chân mày vậy là hết làm được rồi. Anh trong đây nè, có Tylenol, nếu mà sốt thì em uống để cho nó hạ sốt, không có ghi. Có ghi hết trơn á. Thuốc bổ não nè, rồi thuốc vitamin C nè, rồi thuốc đau dạ dày nữa, rồi dầu đầy đủ hết á. Nha, đó đây có gì? Thôi, để cho nó ăn đi, để ngồi cơm nguội hết. Ê, quên tính tiền cơm. Trả tiền cơm em ơi. Hết tiền rồi, 8 lựu đạn hết tiền rồi. Tại nghiệp 8 quá à. Nay đi về để chuẩn bị khánh thành cái cầu ở bên Dòng Ghiền Kiên Giang. Mai sáng, mai 9 sáng khánh thành, giờ đi về tới đây rồi. Gần tới cờ đỏ rồi, tấp đói bụng tấp vô ăn cơm, rồi gặp vô xin cơm mới hỏi. Thiệt tình luôn á. Nói chung gắng cố gắng mỗi ngày em niệm Phật vô nha. Rồi cầu nguyện cho cha mẹ đi, rồi con mình nữa. Ăn đi. Rồi bữa nào anh có đi ngang anh đem xe lăn cho. Rồi anh Thoại hay thường đi đường này. Bỏ tiền túi đi. Bỏ ăn á, trả tiền cho em. Trả tiền coi mà phải không? Nha. Đó, mấy này cho ăn sạch hết cơm mà nè. Rồi tính tiền, vậy tính tiền anh mới vô. Anh vô chậm 5 phút nữa, 8 lựu đạn nhảy lên xe rồi. Rồi coi như là ảnh băng sát. Bây giờ đi, đây cái tài sản của ảnh kìa. Cái chân nó đâu có xuống cái loại chân mà cái này nó có kiểu gì mà nó sẽ làm hoại tử, mà sao bố kia nó không sinh ra. Nói chung là nó thường tới đây xin cơm ăn. Thường đi tới vòng vòng dọc cái coi tuyến đường này má xe tải xe khách toàn hay ăn món cơm dọc dọc đây nè. Ở đây đường cao tốc cao lãnh. Cầu Dầm Cống, cầu Cao Lãnh á. Hay về Cờ Đỏ hay nó ngang chỗ này quẹo vô một hướng đi Long Xuyên, hướng về Gạch Giá, Cờ Đỏ rồi. Thôi chào cả nhà, hẹn gặp lại.